mút là hai trăm giang đại sao rót Amrit mình chui ôi cai mình ban được nông cá bơi cho tàu tăng nâng rusi. Sắp hết sao rót Amrit cầm phong tài bị chà rần nè nơi cần job tham quan để cá chấm nai. Bởi việc đó giờ pe đại trời cất cú mui năm tàu thời tiết nơi pe đại bầm nát năm pi pa mà phải pi một đợt hai hai nu có riêng mình chơi chấm mui năng chấm đồ yêu thi ở bờ ôi cai phong đại ta cá quan tro bên thái mà bờ ôi cai miền nam thật bị chà vậy đó sao rót Amrit ban chia sao rót Amrit nơi ta bận to nơi đồng hồ chấm núi rang được thôi chỉ tràn sân thượng thua tiếng nơi con nước miền yêu thiên nằm nước thua chuyển từ căn ukraine tiệt sao phần miền phong yêu ban này đằng thà cụm giang cứ trời tài bị chà nè ông pisa cam phe ở bờ rusi chia đồng bồng hoàng đá đại rusi cứ chia cù phải chen do ta sắp phun mà xa ở bờ sao rót Amrit ở bờ địa pe chỉ yêu nằm một hơi chắp đam tăng pi khai cùng phe chia năm pi pom phải pi nơi cả lục lối từ căn ukraine đại này cứ chia sông kriem bằng co ả được kịp đo sân được sao rót Amrit nâng sân từ phe an trại chiến rusi ban lục lối bờ thế chật khang ở bờ luôn tràn đồng phong đá nơi chia năm pi pom làm bay pi pom đập buồn cho chia rưỡi cầu Ukraine hai viên công viên cầm hai bản tích bản tuổi đo thể được phép nơi phần mặt NATO được không phải nổ hai công viên rừng ra chỉ tràn tiết đại biểu quan chỉ muốn ở Russia đối chia cả cho các năm pi Andrakom một căn nhiều máy ở bờ sao Rodam Brick hát với ai sẽ được phép đo Andrakom nơi đồng bằng miền trung bộ biên ở Syria và Libya cả đại bom biên ở cách bom biên cực cực ngang vớt cả đại Prapra ở vớt kim misa và trang nâng Prichi chuẩn hai có đối chia hai viên hạ bản internet và trang chỉ muốn ở sao Rodam Brick nơi phần mặt bờ NATO tiếp cứ kê bị chà rná đó prote tiếng lai ná đại hạ bay đôi chỉ mất ở robot Russia đại đôi chỉ support phía robot phụ kê miền đôi chỉ chân Syria Iran hai lúc Putin đang bận toàn được không cả phong cách stand up phía cứ chỉ cúp bạn để bạn robot sạ robot Amrit cứ miền ca bận toàn tiếng của tòa thay lúc Putin đang bận toàn được không cả vừa ở miền phía tan tầng lang đi sang kềm hai nâng vừa ở miền ca bầm biển đó sang thể sốc sét cách chiết nâng anh trai chỉ sạ robot Amrit nội tế hai support robot robot phụ kê rum chỉ muốn ca cùng bên cùng hai được không cả para vật nuclear được không bên bàn tay ở nhà bếp khai chỉ mồi nâng cao vi bờ ha, pleasure cũng là pleasure khác chủ trương hay chỉ mồi nâng cao control robot sao robot Amrit chia xăm bẹ nâng chia hàng với thổ chun từ căn Ukraine, rum chỉ mồi nâng nâng Europe Ukraine cầm phong tài Europe chen nè, nơi sông Krim chỉ mồi nâng lục Putin hay, phía ông ai Klahan robot Ukraine chỉ mồi nâng cao control chỉ sao thằng nào robot sao robot Amrit cứ chia cả vùng rừng nơi sân thể sọc xét cách nâng sân sọc chia sao robot Amrit tam pram vị thị đại đi cứ trở bàn khi lực lang thái chia ở đây để chạm bạch đại sao robot Amrit mơ khơi thả trời tái chui Ukraine đồng bay tốc tua chúng mình đang Russia bán đại chấm đất tiêm mũi nó cứ thả mà chui Ukraine bán cứ việc bằng cá để cá đi đi đan để sang Krem tỏ từ tiệt sang Krem luôn chia bảo bát sa bị lực mặc hay ở việc bán cá tranh bị ở hay con tập Russia cứ chia stand up hiệp đại mình bắt gặp chia cầu sang Krem tỏ che ông pi che tân áp bắt gặp nơi là giang nè ông pi cơ thể che sai nên anh mới khơi như một can support up hiệp NATO đã cả láng tăng pi chúng nó sang Krem tỏ che phong đại cá sa đa sang từ hiệp bị bay từ lỡ Ukraine rừng con tập Russia tranh pi thực đây rồi bảo kê bán vì bộ ca quan trọng là bộ kê cư nâng an ngạc ở Ukraine bình chọc cách cả mùi ní đảm bây mà nói bằng cá ở miền trung lúa căn tay thông thoát lá nơi đồng bọn ở Europe đang nâng tiên ngoài xã rõ đảm bây châu một nông sông kriêm ní nổi tiếng chấm nói tỷ phí Ukraine cư cầm quân tay bằng bác ai để phía ở bộ Russia và chỉ chân Ukraine ban bằng hồ chiêm ở Russia nơi lời thực đây là bộ kê bài ban bằng hàng ông phí an được phía cầm rạch nè ở bộ ông này dù thiết ở bộ Russia phong đài xã rõ đảm bây ban chui chấm nói đó tới đọc rằng buôn quan liên đồ lá chạp tăng tay phía sông kriêm lục lùi tại căn Ukraine đại biệt Praman Smart Pi cho Pramoy Piroi hai nền ca chấm nai sao rob được nông vị sai ca Pi pro chạm chân nam ra bờ sao rob đầm rì IP cho Pramoy Piroi ní cứ hạ bay đôi chia sao rob đầm rì ở rô ca vinh nhiều đó xong hết xong phở vì cha rana chui tại căn Ukraine được nông ca bấm bát tham tập hiệp ở rô ba pro tê mui để chiều cứ rơi ra bờ sao rob đầm rì ai ở rusi chiều mui anh đang tham tập hiệp được nông ca bằng co sông kriêm vì bắt đầu ai sốp nằm bát ở bờ sao hiệp ở rob được nông pe đi co sang cầm lang ra bờ phụ kê sập tam cả tập cách ra bờ NATO chiều mui nâng cô đai duong vai ra bờ sao đầm rì hay anh nghe đại sao đầm rì ai plak đầu thôn thiên robot phụ kê từ căn Pacific đầm bay cáp ý thả bây giờ sẽ từ cách robot phụ kê hai cầm lang mới ní thì chỉ cầm lang cầm rú được nông cả tụt tôi cho mùi nâng chấn nông cả này để chấn miền cả lục lối từ căn tây văn phong đại nụ chấm nói tiếp bấy cứ thả phía chụp chơi robot Ukraine cứ chui được nông cả snap phía chạm bay sẽ từ cách lang vĩnh sang riêng Russia Ukraine ban bằng cỏ miền cả chư chạm đo sẽ từ cách robot sao đầm rì nâng giá phía bờ rộp phía ban bằng cỏ ở miền cả ca lang để đầm lại prey hai chỉ mùi nên ní kệ ban mơ khơi nhom pì pho bị bẹ chỉ mùi nâng cả băng phải tài lược phần lợi tập hợp đau mà bỏ bởi tìm mùi trùl đôi chìa rồi bỏ rửa xí bình nâng kia một căn ở rộng lúc Putin trở bàn kỳ chặt thuộc thà chìm nụ cầm nát hai bàn cầm bông tài pra ăn chùm bùa sập bia vượt nây vì sai tham một bộ rồi bỏ bộ kế đầm bây đã ca xếp sân cơ tài căn Ukraine đầm bây rừng ở bộ kế tổ tùa dốc nâng cất thà ở rộng đầm bây ca phía phò bây giờ rồi bỏ luôn cứ nâng trời thua tam xâm nộp bộ rồi bỏ rửa xí ở rộng cứ chìa ông ca đầm bón đầm biên xe tư cách thông một phần bùi đáy nơi có
ប់អាចនឹងធ្លាក់ចុះឬក៏ឡើងវាអាស្រ័យទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការជោគជ័យរបស់រុស្ស៊ីមុខជានឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាមកដល់តម្លៃស្បៀងអាហារក៏ដូចជាតម្លៃធម្មពលខ្ពស់នៅក្នុងការដែលពួកគេមានប្រៀបមកកាន់អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្លូវដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចសកលគឺជាការផ្តល់ឲ្យនៅជាជំនះដល់អ៊ុយក្រែននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រទេសមួយបង្កការអួតអាងនិងដំឡើងប្រៀបរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីផ្សារដោយឯកតោភាគីបាននោះទេចំណុចទី4គឺភាពជោគជ័យរបស់អ៊ុយក្រែនជួយជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចិនការដែលចិនអាចយកអ៊ុយក្រែនបានគឺវាជាការបង្ហាញអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់មួយនៃសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមិនអាចស្ដារបាននៃឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកតៃវ៉ាន់បើត្រូវបានយកដល់ចិននោះគឺជាការលេបយកនៅទីផ្សារដ៏ធំបំផុតមួយដែលគៀកជាមួយនឹងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលជាខ្សែបន្ទាត់ដ៏មមាញឹកបំផុតនៃផ្លូវទឹកនៅតំបន់អាស៊ីនេះប៉ុន្តែចិនគឺកំពុងតែមើលអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងតែកើតមាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើសិនជាអ៊ុយក្រែនខ្វះនៅជំនួយយោធាហើយត្រូវបង្ខំឲ្យចរចានោះចិននឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាលោកខាងលិចគឺពិតជាមិនមាននៅអំណាចអ្វីខ្លាំងក្លាដើម្បីបំបាក់រុស្ស៊ីបាននោះទេហើយពួកគេនឹងហ៊ានធ្វើត្រាប់តាមរុស្ស៊ីទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិករបស់ពួកគេបង្ហាញពីដំណោះស្រាយហើយអ៊ុយក្រែនបានជោគជ័យនៅក្នុងការរុញច្រានរុស្ស៊ីចេញនោះនោះចិននឹងគិតមុនពីរដងបើសិនជាលុកលុយតៃវ៉ាន់នោះការផ្ទេរអាវុធទៅកាន់អ៊ុយក្រែនគឺវាត្រូវការការចំណាយនៅក្នុងការកសាងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនដែរដែលនេះជាដំបូងហើយដែលសភាបានបង្កើននូវមូលនិធិគំនិតផ្ដួចផ្ដើមការរាំងខ្ទប់នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាសំណើថាវការពីបញ្ជាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯអាស៊ីហើយចំណុចទី2គឺសភាគួរតែជំរុញមន្ទីរបញ្ជាការអភិនិតឲ្យច្បាស់លាស់អំពីការដោះដូររវាងអឺរ៉ុបហើយនិងអាស៊ីហើយក៏ភាពអាចទៅរួចនៃសភាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមូលនិធិជំនួយនិងការបង្ឡាអំពីប្រព័ន្ធអាវុធរបស់ពួកគេនិងក្របខ័ណ្ឌសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងសភាគួរតែពិចារណានៅចំណាត់ការដល់ជាបន្តណាមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មដោយពង្រឹងឡើងដែលអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់របស់រុស្ស៊ីហើយនឹងការកើនឡើងរបស់ចិនហើយខាងសភាគួរតែពិចារណានៅជោគជ័យរបស់អ៊ុយក្រែនថាវាគឺជាដំណោះស្រាយមួយទៅរកភាពដែលអាចយកឈ្នះបាននៅចិនបើយោងទៅតាមសហគមន៍ចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីនៅពេលនេះគឺហាក់បីដូចជាមានភាពត្រូវរើគ្នាជាងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1950ហើយការបាត់បង់របស់រុស្ស៊ីគឺចាត់ទុកថាដូចជាការបាត់បង់របស់ចិនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការសម្ព័ន្ធភាពនៅអាស៊ីដើម្បីឈរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងចិនដែរហើយបើសិនជាយើងបោះបង់អ៊ុយក្រែននោះសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានចិត្តគំនិតដូចយើងក៏នឹងមិនអាចទុកចិត្តយើងបានដែរហើយចំណុចទី5នោះគឺជោគជ័យអ៊ុយក្រែនគឺជាការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេបានដឹងថាគ្មានមតិភាគច្រើនណាអាចបដិសេធបាននោះទេថាប្រព័ន្ធអន្តរជាតិសពថ្ងៃដែលផ្អែកទៅលើសេរីភាពការបើកលំហសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាគុណតម្លៃដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បញ្ចប់ឡើងហើយនឹងកាន់តែច្បាស់តែម្ដងក្រោយពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានបិទបញ្ចប់គុណតម្លៃនេះនៅតែបន្តកើតមានមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាសាបសូន្យនោះទេយុទ្ធនាការទៅលើភាពជោគជ័យរបស់អ៊ុយក្រែនគឺជាការបង្កើននូវការកងរំពងមួយនៃគុណតម្លៃដែលដល់ប្រទេសដែលមានចិត្តគំនិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនលើសលប់ទៅលើភាពខូខើនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សជាតិហើយការគម្រាមកំហែងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់នៃតម្លៃស្នូលរបស់ប្រជាធិបតេយ្យហើយការទទួលបានជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែនគឺជាការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃលោកខាងលិចសម្រាប់សេរីភាពនេះហើយក៏សម្រាប់អធិបតេយ្យភាពសុចរិតភាពទឹកដីហើយក៏បូរណភាពដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនិងមូលដ្ឋានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែរដែលនេះគឺវាជាកម្រិតច្បាប់អន្តរជាតិនៃការរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកមានន័យថាជោគជ័យរបស់អ៊ុយក្រែនជាការលើកកម្ពស់នូវស្ថិរភាពសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកការជោគជ័យសមរភូមិអ៊ុយក្រែនគឺជាការបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺត្រូវការនូវសភាវុធបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចរឿងនេះបានដូច្នេះហើយអ្នកបញ្ចេញមតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លើកឡើងឲ្យសភាគួរតែពិចារណាជំហរប្រឆាំងនឹងពូទីនតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអ្នកបងពុនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានព្រមព្រៀងភាគច្រើនផងដែរថាពួកគេមានអេរីយ៉ាបនុស្សធម៌ចំពោះអ៊ុយក្រែនហើយក៏ស្នើបន្ថែមទៀតឲ្យខាងសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជួយពិនិត្យមើលផងដែរថាបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ថាវិការដែលចំណាយនោះត្រូវបានចំណាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមថានេះគឺជាសង្គ្រាមមួយដែលចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមទំនើបដំបូងមួយទៀតនៃការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចថ្មីទាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទាំងជាមួយនឹងចិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្ត